chỉ khoảng 5 củ cho một con rốt tay để lắc đáp Bồ Tát. Tay để lắc đáp Bồ Tát anh em nhá. Khó tìm đấy. Và bây giờ hãy cùng HTMI review DT Fly SR7. Và điểm nổi bật nhất của con xe này so với những con cùng một khúc đó chính là được trang bị bộ chuyển động của Senza R7 với tay để lắc đáp Bồ Tát các bạn nhá. Tay lắc đáp Bồ Tát trong con khúc anh em rất khó tìm luôn. Mà cái bộ chuyển động của Senza R7 này mình cũng đã test rồi, cực kỳ mượt luôn. Gạt nhẹ vào là giảm, gạt sâu vào là tăng, gạt nhẹ là giảm, gạt sâu vào là tăng. Đó, cả gạt đĩa và gạt líp đều của Senza R7, đùi đĩa nhôm Pro Heal 2 tầng đĩa và 7 tầng líp thả của ATA. Nói chung là trong con khúc thì bộ chuyển động con này rất khó có con ngon hơn. Tiếp theo là đến chất liệu xe thì xe được trang bị gần như là full nhôm. Chỉ trừ duy nhất một điểm đó chính là càng thì xe chỉ được trang bị càng thép thôi. Vành trước, vành sau, vành nhôm hai lớp, bản cao 4 phân. Anh em đi chạy phố cực kỳ ngầu, cực kỳ chia luôn. Ghi đông, pô tăng, cọc yên, nhôm, khung nhôm, có mối hàn. Màu sơn của nó thì màu sơn của nó phải nói là quá đẹp luôn anh em ạ. Màu nào cũng đẹp luôn. Và nếu anh em muốn biết màu, inbox HT3 nhá. Và một điều nữa mà không nhiều con trong khúc có được đó chính là cả trục trước và trục sau đều được trang bị trục rỗng hỗ trợ tháo lắp nhanh. Thì anh em yên tâm về độ bền của xe. Và tiếp đến là hệ thống an toàn thì xe được trang bị cụm phanh điện cơ cả trước cả sau, nên anh em yên tâm là cực kỳ an toàn. Và còn một vài điểm mà mình muốn review nhanh cho anh em đó chính là thông số lốp. Lốp thì xe được trang bị lốp của CST 700x25C, yên là yên vọc da PU cao cấp. Đó, khá là êm, khá là mềm. Chốt lại thì với những anh em đam mê một con xe cấu hình tốt trong phân khúc khoảng 5 đến 6 triệu thì anh em có thể tham khảo DT Fly SR7. Và nếu anh em có nhu cầu ủng hộ HT Buy nhá. HT Buy chọn đúng, không sai.